Chị gọi anh Kiệt mấy lần nữa rồi. Chứ để khách khứa đợi về kỳ quá. Mấy anh chị dùng tự nhiên nha. Được không? Xin lỗi mọi người. Bởi vì tôi phải chuẩn bị một chuyện quan trọng hơn là việc khai trương ngày hôm nay, nên tôi đã đến trễ. Cái thằng này còn cái chuyện gì quan trọng hơn cái sự nghiệp của nó chứ? Thiên Ân, dành cho em. Em đồng ý làm vợ anh nha. Nói thật. Em đồng ý. Thôi. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VOON.